Trung tâm Khoa học Giáo dục và Đổi mới Richard Gilder của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở thủ đô New York đã chính thức khai trương và đón khách tham quan. Trung tâm Khoa học Giáo dục và Đổi mới Richard Gilder chính thức là một phần của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ nổi tiếng. Nằm ở phía tây của công viên trung tâm thành phố, trung tâm được xây dựng với tổng diện tích hơn 20.000 m2 với một thư viện công cộng, bể nuôi côn trùng cùng 3 tầng dành riêng cho triển lãm hóa thạch và hơn 4 triệu mẫu vật được trưng bày. Chúng tôi hy vọng rằng khi khách tham quan tới đây, họ sẽ có những trải nghiệm kỳ thú với thế giới tự nhiên. Tòa nhà được thiết kế để mọi người có thể hòa mình vào thiên nhiên nhiều nhất có thể, kết hợp với các triển lãm khoa học, gợi lên trí tò mò và sự tưởng tượng cho khách tham quan. Được biết, dự án này mất tới 10 năm để có thể hoàn thành, trong đó có cả thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Được thiết kế bởi Studio Gang, trung tâm có diện mạo và cảm nhận rất khác so với phần còn lại của bảo tàng.